Trong video này mình sẽ chia sẻ với bạn cách để mình vượt lên 99% mọi người làm marketing và trở thành top 1% có thể mang thu nhập nhiều nhất về nhà từ 100 triệu một tháng, 250 triệu một tháng, 500 triệu một tháng. Và đó không phải là doanh thu và đó không phải là những chỉ số phù phiếm, đó là số tiền mang về nhà. Và mình sẽ chia sẻ với bạn những cái điều mà bạn không thể nào đọc được trong những cuốn sách hay là những cái khóa học hay là những cái video thông thường trên YouTube. Và điều đầu tiên mình muốn chia sẻ với bạn đó là hãy tham gia công việc bán hàng và sản phẩm. Tại sao mà đang nói về marketing mà mình lại có thể là nói là chúng ta hãy nên tham gia vào công việc bán hàng và sản phẩm? Bởi vì đấy là một trong những công việc quan trọng nhất mà một người marketing có thể làm. Bởi vì cuối cùng lại, marketing đang sử dụng hai thứ. Thứ nhất, đó là chúng ta cần biết khách hàng đang nghĩ gì, đang trải qua điều gì, họ đang gặp vấn đề gì, họ đang cần một giải pháp như thế nào. Và cái thứ hai, ở cái khâu sản phẩm, chúng ta cần biết cái sản phẩm và dịch vụ của chúng ta có tính năng gì, tại sao nó có thể giúp cho khách hàng giải quyết được cái vấn đề, cái nỗi đau và cái mong muốn của họ. Vậy thì đó là lý do mà khi mà mình tham gia vào lĩnh vực marketing ấy, mình nhận ra rằng là một cái điểm yếu chết người, nhất là ở trong cái thời đại mà digital marketing đang rất là phát triển, đó là hầu như tất cả mọi người làm marketing đều nấp ở phía sau màn hình, sử dụng những công cụ research giống nhau như là sử dụng Google, Facebook group, hội nhóm, diễn đàn. Tất cả những cái điều đấy nó đều dẫn đến cái việc đó là chúng ta có hiểu biết chung chung, và ai cũng có những cái hiểu biết như vậy. Họ có thể nghiên cứu bài của đối thủ, họ có thể nghiên cứu của những người đang làm cái sản phẩm và dịch vụ cùng nghề. Do đó thì gần như tất cả đều có một cái suy nghĩ chung về khách hàng và nó rất là chung chung. Vậy thì nếu mà chúng ta muốn trở thành cái top mà 1% ấy và vượt lên 99% người còn lại ấy, chúng ta cần phải làm những cái điều mà những người đấy không làm. Bất cứ một người làm marketing nào vào nghề thì có thể là bắt đầu với công việc chạy quảng cáo, thì họ thường xuyên viết về sản phẩm và dịch vụ. Và khi mà họ viết về sản phẩm dịch vụ ấy, có thể họ sẽ ra được những đơn hàng đầu tiên, hoặc có thể họ sẽ tạo ra được những khách hàng tiềm năng đầu tiên. Tuy vậy, khi mà bắt đầu cái việc là chúng ta phải thuyết phục và marketing cho những nhóm người mà chưa có nhu cầu ngay và tạo ra nhu cầu cho nhóm đó, thì chúng ta không đủ năng lực và chúng ta không đủ công cụ để làm. Bởi vì chúng ta không thực sự hiểu khách hàng nghĩ gì, do đó chúng ta không thể kéo họ từ một người mà chưa có nhu cầu trở thành có nhu cầu. Chúng ta rất dễ rơi vào đám đông và giống nhau, những cái thông điệp marketing giống nhau, những cái thông điệp quảng cáo giống nhau. Từ đó rất là khó để trở nên khác biệt trên thị trường, dẫn đến cái việc là nếu là chủ doanh nghiệp thì chúng ta sẽ rơi vào trạng thái đó, chúng ta bị so sánh giá với người khác. Và cái việc đấy nó sẽ dẫn đến đó là chúng ta sẽ là trở thành một những người có tỷ lệ chuyển đổi thấp nhất. Vậy thì đó là lý do mà chúng ta không có cái biên độ lợi nhuận vượt trội, cũng không thể nào tạo ra thu nhập vượt trội, dù là chúng ta đang là chủ doanh nghiệp hay là những người đang sử dụng kỹ năng marketing, đang thực hiện công việc agency hoặc là làm việc công ty nào đó. Và cái điều thứ hai, để vượt lên tên top trên ấy, thì chúng ta cần phải chọn một kênh và thành thạo với kênh đấy ở trên quy mô lớn. Mình sẽ tách nhỏ ra như thế này. Ví dụ như là nếu chúng ta đang sử dụng quảng cáo Facebook hay là quảng cáo Meta, phần lớn mọi người đều sẽ biết cách chạy quảng cáo, phần lớn mọi người đều sẽ chạy quảng cáo được và có thể là ra một vài đơn hàng, hoặc là ra một vài nghìn đơn hàng, hoặc ra một vài nghìn khách hàng tiềm năng ở giai đoạn đầu. Tuy vậy, cái điều đấy nó sẽ không kéo dài được lâu, bởi vì khi mà chúng ta chạy quảng cáo 2 triệu một ngày, nó rất khác 5 triệu một ngày. 5 triệu một ngày rất khác 15 triệu một ngày, 15 triệu một ngày rất là khác 30 triệu, 50 triệu một ngày. Nếu mà chúng ta không có thể làm chủ được những cái bài toán này trên quy mô lớn ấy, thì chúng ta sẽ chỉ biết sử dụng công cụ thôi, bởi vì mọi người hầu như bây giờ đều biết sử dụng công cụ, đều biết chạy quảng cáo Facebook, đều biết có thể là tạo ra những đơn hàng đầu tiên. Bởi vì khi mà mới ra mắt một đơn hàng đầu tiên ấy, thì nó chỉ đơn giản là chúng ta đang tiếp cận từ những khách hàng nóng và những khách hàng có nhu cầu ngay. Vậy thì để thuyết phục những nhóm khách hàng như vậy, nó thực sự là không khó. Và cái câu chuyện ở đây, khi mà chúng ta đã vượt qua hết cái nhóm đấy rồi ấy, và chúng ta phải tiếp cận một cái nhóm, đó là nhóm khách hàng lạnh, những nhóm khách hàng chưa có nhu cầu ngay, không hề biết chúng ta là ai, đó chính là cái lúc mà chúng ta phân biệt được cái top người thứ hai, đó là top mà 20% ở trên. Họ có thể bán được hàng cho những người chưa có nhu cầu ngay và có thể sử dụng những cái thông điệp marketing để có thể nhào nặng, để có thể làm cho nó hiệu quả trên quy mô lớn. Thay vì là một bên chỉ chạy được 500 nghìn đến 1 triệu, 2 triệu một ngày thôi, thì top 20% ấy có thể chạy được 5 triệu một ngày, 10 triệu một ngày, 20 triệu một ngày. Và đó là cấp độ thứ hai mà chúng ta phải thành thạo với một kênh bán hàng. Ví dụ như là chúng ta sử dụng chạy vào Facebook, thì cấp độ đầu tiên có thể chạy 2 triệu một ngày, thì cấp độ thứ hai chúng ta phải chạy 20 triệu một ngày. Vậy thì cái cấp độ thứ ba, tức là cái top 1% mà chúng ta có thể vượt trên 99% người còn lại, đó chúng ta cần phải làm cho cái kênh quảng cáo marketing của chúng ta vừa hoạt động trên quy mô lớn mà nó còn phải kéo dài nữa, trong một thời gian rất dài. Ví dụ như là nếu chúng ta có thể chạy được quảng cáo 20 triệu một ngày, chúng ta chạy được một tuần, một tháng là chúng ta đã hơn rất nhiều người rồi. Tuy vậy, điều gì xảy ra thì chúng ta có thể chạy nó trong vòng 6 tháng, trong vòng 12 tháng, trong vòng 18 tháng, thì chúng ta trở nên một cái người rất là khó để đánh bại trên thị trường, bởi vì rất ít người có thể làm được điều đấy. Chúng ta sẽ rất là dễ rơi vào trường hợp đó là mọi người nói là cái sản phẩm này bão hòa, hay là chi phí quảng cáo tăng cao quá, người ta không chịu nổi nữa. Thì đó là tất cả những cái vấn đề mà chúng ta sẽ cần phải gặp. Và ở cái nhóm top 1% ấy, người ta có thể chạy quảng cáo trên quy mô lớn mà người ta có thể làm điều đấy trong thời gian rất dài. Và đó là lý do mà bạn hoàn toàn có thể xem trên kênh của mình, và mình có một video chia sẻ về case study mình đã chi hơn 11 tỷ cho quảng cáo trong vòng hơn 18 tháng như thế nào cho một cùng một sản phẩm duy nhất nhé. Ok, và cái điều thứ ba mà chúng ta
cần phải thành thạo ấy, đó là chúng ta cần phải học cách để xây dựng một cái phễu bán hàng. Vậy thì cơ bản về phễu bán hàng là gì? Nếu chúng ta đang bán hàng, chúng ta có thể thấy cái dạng mà chạy quảng cáo rất là phổ biến, đó là viết một bài viết hay thêm một vài hình ảnh cho nó chạy quảng cáo tin nhắn, thì đấy là một cái dạng mà mình sẽ gọi đó là chạy quảng cáo tin nhắn nhé. Vậy thì câu chuyện đây đó là chúng ta cần học cách để tạo ra một cái phễu bán hàng. Phễu bán hàng có thể thay thế một cái người bán hàng cho chúng ta 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần. Thay vì sử dụng việc là nhắn tin tư vấn thì chúng ta sử dụng một cái trang bán hàng, có thể là viết cái gì ở trong đấy hoặc là có thể đặt một video gì ở trong đấy để chúng ta có thể thuyết phục khách hàng để lại số điện thoại, điền thông tin đăng ký và có thể là đặt hàng mà chúng ta không cần phải tư vấn cho. Thì đấy là một thứ mà chúng ta đã trở nên khác biệt so với thị trường rồi. Cái thứ hai đó là gì? Nếu chúng ta đang bán những sản phẩm giá cao và đắt tiền ấy, thì một cái người marketing thông thường và một người marketing ở top 1% ấy, một người marketing top 1% ấy có thể giúp cho thương hiệu có thể là tiếp cận tới những người có chất lượng cao, có đủ khả năng chi trả, có nhu cầu muốn chi trả và rất muốn làm việc với brand, với thương hiệu, với chúng ta. Và sau đó họ sàng lọc và đưa cái data chất lượng đấy cho sale, dẫn đến cho việc là sale sẽ rất là dễ dàng hoặc là có khả năng cao để có thể chốt được những đơn hàng như vậy hơn. Vậy thì đó là cái lúc mà chúng ta phân biệt được rằng là nếu mà chúng ta muốn trở thành top 1% ấy, chúng ta cần phải học cách xây dựng phễu bán hàng để có thể bán được những sản phẩm giá thấp, những sản phẩm giá trung, những sản phẩm giá cao. Hoặc là chúng ta cần phải bán được hai cái kiểu sản phẩm, đó là kiểu sản phẩm thông thường và sản phẩm chuyên gia. Sản phẩm thông thường là gì? Ví dụ như là những chiếc áo, những cái thứ mà chúng ta có thể thấy ngay và chúng ta có thể bán được ngay và chúng ta không cần phải giải thích gì nhiều, nó chỉ quan trọng là đẹp hay xấu thôi. Nhưng mà nhóm sản phẩm thứ hai đó là sản phẩm chuyên gia chẳng hạn. Đó, ví dụ như là thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, vụ marketing. Nó giống như kiểu là những cái chương trình mà chúng ta không thể nào đưa cho họ, chúng ta không thể nào show cho họ thấy và chúng ta cần phải demo cho họ theo một cái cách diễn giải, một cách giải thích. Thì đó là một trong những cái thứ khó. Và nếu bạn làm được thì bạn có thể nâng cấp cái kỹ năng marketing của mình rất là nhanh và bạn có thể là vượt lên một số ít người có thể làm điều đấy. Đó là lý do mà tại sao những cái thị trường như là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, hóa học, dịch vụ marketing, tất cả những thị trường đấy đều rất là cạnh tranh, bởi vì để bán những cái sản phẩm dịch vụ đấy rất là khó. Và nếu bạn có thể xây dựng được những cái phễu bán hàng để có thể là tham gia vào những thị trường đấy, hay là bạn là chủ doanh nghiệp đang tham gia những thị trường đó, thì khi mà bạn có thể xây cho mình một chiếc phễu để có thể bán sản phẩm giá thấp, trung, cao trong thị trường của mình, thì bạn có lợi thế vượt trội so với thị trường của mình. Cái điều thứ tư ở đây đó, chúng ta cần phải thành thạo tư duy hệ thống. Tư duy hệ thống ở đây đó là gì? Đại loại ở đây đó là chúng ta cần phải am hiểu toàn bộ cái hệ thống, từ lúc một người chưa biết chúng ta cho đến cái việc mà họ trả tiền cho chúng ta như thế nào. Nếu mà chúng ta cố gắng để tách marketing ra, sale ra, sản phẩm ra, mọi thứ tách riêng ra với nhau ấy, thì chúng ta không thể hiểu được toàn bộ hệ thống. Và đó cũng chính là một lý do khiến cho rất nhiều người có thể là có khả năng để làm video, viết bài quảng cáo nội dung hiệu quả, nhưng họ không thể phát triển cái doanh nghiệp của mình lên một cái tầm đáng kể, bởi vì họ không thực sự hiểu toàn bộ hệ thống. Họ tách bạch ra cái việc marketing ra sale, tách việc bán hàng ra về việc sản phẩm, trong khi tất cả những thứ đấy thực sự ra là chúng ta đang cố gắng để có thể là tạo ra một cái bước từ A tới Z, từ một người lạ không hề biết cho chúng ta cho đến việc họ trả tiền cho chúng ta, từ việc cho chúng ta bán được một người cho đến việc chúng ta bán được nhiều người, và từ việc chúng ta bán được nhiều người, chúng ta bán được nhiều người trong thời gian rất dài. Thì đó là những cái bài toán mà chúng ta cần phải am hiểu. Do đó nếu mà chúng ta thành thạo cái tư duy hệ thống ấy, tức là chúng ta biết rằng là từ cái điểm A ở đây đó, họ không biết chúng ta là ai, thì cái thứ đầu tiên họ sẽ thấy đó là quảng cáo chúng ta chẳng hạn. Và sau khi mà họ thấy quảng cáo chúng ta, họ sẽ thấy cái trang bán hàng của chúng ta. Và sau khi họ thấy trang bán hàng của chúng ta ấy, thì sale sẽ gọi điện tư vấn cho họ. Và sau khi sale gọi điện tư vấn cho họ thì chúng ta sẽ ship hàng cho họ. Và sau khi chúng ta ship hàng cho họ thì chúng ta sẽ lấy tiền. Vậy thì câu chuyện đây, nếu chúng ta muốn trở thành những người marketing giỏi thuộc top 1% ấy, chúng ta có thể là không phải làm tất cả những thứ đấy, nhưng chúng ta phải biết tất cả những thứ đấy đang vận hành cùng với nhau như thế nào và kết nối với nhau ra sao. Chúng ta sẽ tránh được cái trường hợp đó là gì? Có một số người có thể biết toàn bộ hệ thống đấy, nhưng họ lại không kết nối được cái bài toán tài chính hay dòng tiền của doanh nghiệp đang chạy ẩn ở phía bên dưới, thì họ cũng rất khó để tạo ra được cái kết quả của cái nhóm 1%. Bởi vì có thể nhiều khi ở đây nó không phải đến từ lỗi từ marketing, mà khi mà chúng ta am hiểu bài toán đấy, chúng ta có thể thấy rằng lỗi nó đến từ việc là chúng ta đang bán những sản phẩm sai, chúng ta đang tham gia những mô hình kinh doanh rất là yếu. Và với những cái mô hình kinh doanh rất là yếu như vậy, nó tạo ra cái biên độ lợi nhuận rất là thấp. Và với cái biên độ lợi nhuận thấp như vậy, mình có làm marketing trời biển gì thì nó cũng sẽ rất là khó hiệu quả. Đó là lý do mà nếu mà chúng ta muốn trở thành cái top 1% ấy, và có thể là có được cái thu nhập mang về nhà ở top 1% của nhóm người làm marketing ấy, chúng ta cần phải am hiểu toàn bộ hệ thống trong doanh nghiệp. Và đó là lý do dù bạn là chủ doanh nghiệp hay bạn là một cái người đang làm trong việc marketing và bạn muốn nâng cao hơn nữa, hãy am hiểu tất cả những thứ đấy. Không nghĩa là chúng ta có thể thành thạo tất cả mọi thứ, nhưng để tìm hiểu tất cả những thứ đấy kết hợp với nhau như thế nào thì chúng ta hoàn toàn có thể. Và gợi ý số 1 của mình đây đó là tham gia vào việc bán hàng và sản phẩm dịch vụ. Và điều thứ 5 mà mình muốn chia sẻ với bạn ấy, đó là hãy trở thành người đầu tiên. Vậy thì kiểu người đầu tiên đó là gì? Có 3 nhóm người như thế này. Thì nhóm người đầu tiên ấy thì họ sẽ nói ngay lập tức ok, cái điều đấy không hiệu quả với ngành của tôi. Và cái nhóm người thứ hai có thể nói là gì? Ok, điều đấy maybe có thể hiệu quả với ngành của tôi,
nhưng tôi chưa thấy ai làm cả. Tôi thấy cái điều đấy hơi rủi ro. Và cái nhóm người thứ ba đó là gì? Yeah, điều đấy có thể hiệu quả với ngành của tôi và không có ai làm của ngành của tôi cả, nhưng tôi sẵn sàng trở thành người đầu tiên. Ok, thì đấy là một trong những cái ví dụ mà chúng ta có thể hiểu đây đó là gì. Nếu bạn muốn trở thành cái top 1% marketing trong lĩnh vực của bạn, chúng ta phải sẵn sàng với việc là trở thành cái người đầu tiên để làm điều đấy. Bởi vì nguyên tắc số 1 trong marketing của mình ấy, đó là gì? Nếu mà tất cả mọi người đang đều làm điều đó thì mình sẽ không làm điều đó. Nếu mà chúng ta tiếp cận theo cái hướng như vậy, chúng ta thường xuyên sẽ phải trở thành cái người đầu tiên thử nghiệm hay làm cái điều gì đấy. Vậy thì trở thành cái người đầu tiên làm điều gì đó mà không biết nó có hiệu quả với ngành của mình hay không ấy, là một điều thực sự là sẽ hơi mạo hiểm và sẽ hơi cảm thấy là khó chịu với nhiều người. Nhưng đó cũng chính là lý do mà chúng ta có thể trở thành top 1%. Bởi vì có một điều mà mình đã từng học được từ người có tên là Jeff Bezos đấy, đó là chúng ta sẽ phải khám phá và thử nghiệm rất là nhiều thứ và trở thành cái người đầu tiên làm rất nhiều thứ, và chúng ta sẽ thua thiệt những cái thứ rất lớn. Ví dụ như ông ấy đã chia sẻ, ông ấy đã mất theo nghĩa đen hàng tỷ đô la bởi vì để thử nghiệm những thứ mới. Tuy vậy thì ông ấy có chia sẻ lại trong một cái video mà mình đã nghe, đó là chỉ cần một cái chiến thắng thôi thì ông sẽ lấy lại được tất cả những gì đã mất. Và chắc chắn là cái điều đấy hoàn toàn đúng, sau khi mà đã thử nghiệm rất nhiều cái thể loại mô hình quảng cáo khác nhau, mô hình content khác nhau, mô hình bán hàng khác nhau, sản phẩm dịch vụ khác nhau. Và sau khi mà đã thử rất nhiều thứ như vậy thì mình nhận rằng là cái lợi nhuận vượt trội mà mình có được ấy là bởi vì mình thường mình đã không có làm giống số đông, mà mình phải sẵn sàng trở thành cái người đầu tiên trong cái lĩnh vực của mình, thử cái điều đấy và làm cái điều đấy. Nó dẫn đến cái việc đó là gì? Mình sẽ cần phải chịu được cái áp lực của việc đó, là mình nỗi sợ là mình sẽ thất bại hay là cái điều này không hiệu quả, hay cái áp lực của việc sợ bị chỉ trích bởi vì có thể mình sẽ khác biệt với số đông. Vậy thì câu chuyện ở đây, cách làm mà mình đã ứng dụng ấy, đó là mình luôn có một cái quỹ cho việc thử nghiệm. Mình sẵn sàng đổ rất nhiều tiền vào đấy, kể cả là nếu mình không có nhận được cái lợi nhuận gì hoặc là mình có thể là mất mát rất nhiều tiền, thì mình coi đấy, ok, đó là một ý tưởng mình đã thử nghiệm sai. Và do đó thì khi mà trở thành kiểu người mà sẵn sàng là người đầu tiên như vậy, mình luôn liên tục sẵn sàng thử nghiệm những thứ mới, những phễu bán hàng mới, những cách bán hàng mới, những cách mà cơ cấu sản phẩm dịch vụ mới. Từ đó có thể giúp cho mình, kể cả mình ở trong những lĩnh vực rất là cạnh tranh và siêu cạnh tranh, thì mình cũng có thể liên tục thu hút được khách hàng tiềm năng và có khách hàng mới. Điều đấy hoàn toàn có thể xảy đến tương tự với bạn. Mình không biết là bạn ở trong lĩnh vực nào, nhưng nó hoàn toàn có thể xảy ra với bạn nếu bạn sẵn sàng trở thành cái kiểu người là người đầu tiên làm cái điều gì đó. Ok, và điều thứ 6 mình muốn chia sẻ với bạn ấy, đó là hãy học cách để marketing tiếp thị cho nhóm người mà chưa có nhu cầu ngay. Mà mình đã từng chia sẻ trước đây, đó là bạn cần phải làm chủ cái việc là làm marketing tạo ra nhu cầu cho nhóm người mà chưa có nhu cầu trở thành có nhu cầu. Để thứ nhất, có thể cái phễu bán hàng của bạn mạnh mà có thể bán hàng trực tiếp cho họ. Nếu không ấy thì bạn đang tạo ra nhu cầu cho cái đội ngũ bán hàng của mình có thể tiếp cận và thuyết phục những cái người mà đang có nhu cầu và đang nóng với cái sản phẩm dịch vụ của mình, từ đó sẽ giúp dễ dàng ra chuyển đổi hơn. Và đó là lý do mà có thể khiến bạn tách biệt ra được phần còn lại sau thị trường, bởi vì phần còn lại sau thị trường gần như họ chỉ đang bán được cho những nhóm người đang có nhu cầu ngay. Đó là những cái nhóm chỉ chiếm 3-5% thị trường, và bởi vì nó dễ nên nó rất là cạnh tranh. Bởi vì là chúng ta cần phải có nhiều kỹ năng hơn để chúng ta có thể tiếp thị cho nhóm chưa có nhu cầu ngay. Do đó thì nếu bạn làm được thì bạn sẽ thuộc top số ít những người có thể làm được điều đó, và bạn có thể trở nên nổi bật trên thị trường, dù là bạn là kinh doanh hay là bạn đang tiếp thị ở trong thị trường nào, theo một cách thức nào. Và mình sẽ chia sẻ với bạn cái mẹo cuối cùng để chúng ta có thể là vượt qua 99% những nhóm người còn lại và dẫn đầu trong cái thị trường marketing, dù bạn là chủ doanh nghiệp hay là đang sử dụng marketing để bán như là một cái dịch vụ hay là làm việc trong ở một công ty. Thì cái mà mình muốn chia sẻ với bạn ở đây, đó là bạn cần nhận thức để có thể liên tục phát triển, vượt lên top 1% ở trên, bỏ xa những nhóm người còn lại. Vậy thì mình biết được rằng ấy là cái việc mà top 1% với top những người còn lại khác nhau chỗ gì, nhiều khi nó không đến từ việc mà kỹ năng của người ta giỏi hơn hay không, mà đó nó đến từ việc là người ta có những cái niềm tin tốt hơn người khác. Vậy thì cái niềm tin ở đây là gì? Mình có thể chia sẻ với bạn rằng có một ý tưởng rất hiệu quả, và nó hiệu quả trong rất nhiều ngành nghề, đó là email marketing. Thì khi mà mình chia sẻ điều này với mọi người ấy, thì có những người nói rằng yeah, email nó sẽ không hiệu quả với ngành của tôi, ngành của tôi toàn là người già thôi, họ không sử dụng email. Hoặc là sẽ có những người nói là ok, yeah, điều đấy rất hay, nhưng mà khách hàng của chị không đọc email. Vậy thì những cái dạng kiểu như vậy, đó chính là những cái niềm tin cản trở mà chúng ta thực hiện. Bởi vì cuối cùng lại, nếu chúng ta nghiên cứu đầy đủ ấy, thì email chỉ là một dạng hình thức giao tiếp 1-1 thôi. Vậy thì email nó có lợi gì? Nó có thể giao tiếp 1-1, nó có thể tự động hóa, và nó có thể giao tiếp trên quy mô lớn. Nó vượt trội so với việc đó là chúng ta gọi điện thoại cho họ, SMS cho họ. Và cái mà email làm được ở đây đó là gì? Giả sử như chúng ta có 10.000 khách hàng tiềm năng và có 20% trong số đấy đọc email của chúng ta, tức là chúng ta đã giao tiếp được 2.000 người rồi. Vậy thì với 2.000 người đấy và chúng ta chuyển đổi được 1%, 2%, 4% trong đấy thì nó đã có thêm một cái lượng khách hàng rất là lớn cho chúng ta rồi. Tuy vậy khi mà mình nhắc tới email thì gần như mọi người gạt phăng cái đấy ra đi rất nhanh.
và có một trong số ít những khách hàng của mình áp dụng điều đấy và họ tăng trưởng lên một cách điên rồ. Vậy thì rõ ràng đây nó không phải việc họ thiếu kỹ năng, nhưng bởi vì họ đã không tin tưởng vào điều đấy nên họ đã không làm. Hay là mình có chia sẻ rất nhiều về câu chuyện là tại sao cái quảng cáo dạng dài ấy nó sẽ tốt hơn là quảng cáo dạng ngắn. Vậy thì mọi người có rất nhiều niềm tin về việc là ok, bây giờ có ai đọc bài viết dài bao giờ đâu. Bây giờ mọi người toàn thích xem video ngắn thôi, mọi người thích xem video TikTok rồi YouTube Short thôi. Mình đã cố gắng để lật ngược ở đây để mình chia sẻ với mọi người rằng yeah, ok, điều đấy hoàn toàn có thể đúng. Tuy vậy thì có nhiều nhóm người, nếu chúng ta đang bán những sản phẩm càng khó bán và càng chuyên gia ấy, thì ai là những người sẽ dễ dàng mua hàng của chúng ta hơn? Một người đã xem một video 59 giây hay là một người đã xem một cái video kéo dài 15 phút, họ xem hết từng giây trong đấy, họ mới để lại số điện thoại, họ mới muốn được tư vấn. Vậy thì đấy chính là những cái niềm tin mà nó sẽ cản trở chúng ta phát triển. Vậy thì câu chuyện ở đây đó là gì? Nó thường sẽ có những dạng niềm tin nào? Thứ nhất, điều này không hiệu quả với tôi. Đó là một trong những thứ có thể cản trở bạn khi mà tiếp thu một ý tưởng. Maybe điều đấy có thể không hiệu quả, nhưng nếu nó đã hiệu quả ở một ngành nào đấy, có thể là có lý do gốc, cốt lõi nào đấy khiến cho nó hiệu quả. Và nếu chúng ta nghiên cứu tại sao nó hiệu quả ấy, chúng ta hoàn toàn có thể tìm ra cách để áp dụng cho chúng ta. Cái thứ hai, chúng ta có thể bị cản trở về việc là cái điều này hiệu quả ở ngành A nhưng không hiệu quả ở ngành B. Vậy thì câu chuyện đây chúng ta hoàn toàn có thể tư duy theo hướng đó là gì? Nếu một cái thứ đã hiệu quả với ngành A thì thứ này hoàn toàn có thể hiệu quả với ngành B là ngành của tôi. Bởi vì cuối cùng lại, cái việc là mua bán hay marketing hay bán hàng ấy, nó là giữa người với người. Và có một cái tâm lý gì đó mà cái nhóm A mua hàng đã ra quyết định ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng cái tâm lý đấy vào cho chính nhóm khách hàng của chúng ta. Và cái câu chuyện đây tại sao nó cản trở như vậy? Bởi vì có thể là chúng ta muốn là copy paste, chúng ta muốn là đưa ngay một thứ đang hiệu quả, thì điều đấy maybe điều đấy có thể không hiệu quả. Nhưng nếu chúng ta chuyển đổi lại cho phù hợp cho ngành của chúng ta và chúng ta tìm cách để làm điều đấy, thì đấy là lý do mà chúng ta phải sẵn sàng trở thành người sẵn sàng đầu tiên thử nó, làm nó, thì chúng ta mới có kết quả. Và cái thứ ba mà chúng ta có thể bị dính vào ấy, đó là chúng ta có thể chỉ vào người chúng ta và nói rằng là chúng ta như thế nào đấy nên chúng ta có thể không làm được điều đấy. Và đó cũng là thứ sẽ cản trở chúng ta thuộc vào top 1%. Bởi vì không ai sinh ra và có thể là trở thành những nhóm người mà đa dạng linh hoạt cả. Bản thân mình sẽ nhận thấy mình là người hướng nội nhiều hơn. Nhưng khi mọi người thấy mình nói video như này, mọi người nghĩ rằng là mình là người hướng ngoại, mình có thể giao tiếp khoảng giao cho đến khi mọi người gặp mình ngoài đời. Tất cả những cái điều này đều là do bởi vì mình đã cố gắng học tập và luyện tập. Vậy thì câu chuyện đây nó không phải là chúng ta là kiểu người nào, mà cái điều đấy nó có quan trọng, có đáng để làm hay không. Và nếu mà nó đáng để làm thì mình sẽ học để làm. Hãy luôn tìm kiếm những cái niềm tin nào mà giúp bạn có thể là trở nên sẵn sàng thử nghiệm nhiều hơn và làm những điều mới hơn, để bạn có thể có nhiều cái giả thiết thực chiến. Nó cũng ngược lại, đó là gì, có một nhóm người thì đụng đâu cũng làm, đụng đâu cũng thử, thì nó sẽ lại dẫn đến cái việc đó là chúng ta sẽ có quá nhiều ý tưởng. Vậy thì chúng ta sẽ cần phải có một điểm cân bằng ở đây. Chúng ta có một bộ lọc mà chúng ta vẫn phải có một sự lựa chọn để am hiểu, để xem là cái điều gì hiệu quả, và chúng ta có một cái bộ ý tưởng mà chúng ta có thể liên tục thử nghiệm mà nó không có bị cản trở bởi cái niềm tin giới hạn hoặc là những cái niềm tin mà không giúp cho chúng ta tiến lên. Vậy thì nếu bạn đã xem video tới đây thì hãy comment bên dưới cho mình biết là cái điều nào khiến bạn ấn tượng và bạn nhớ tới bây giờ nhé. Mình đọc mọi comment và hẹn gặp lại bạn tại video tiếp theo.